mời thí sinh Hoàng Phàm và Quốc Toàn. Làm cho tất cả danh hài, luôn cho tư thế tươi há mồm. Làm cho tất cả danh hài, khi một trong hai danh hài tươi cười. Dạ, yeah, xin chào hai ba giám khảo, xin chào anh MC, xin chào khán giả có mặt trường quay. Em tên là Nguyễn Quốc Toàn, là sinh viên năm 3. Dạ, em chào anh Trấn Thành, chào anh Trường Giang, chào anh Ngô Kiến Quy, chào tất cả mọi người. Em tên là Hoàng Phàm, em cũng là sinh viên năm 3. Hai bạn học gì? Dạ, học diễn viên. Ở đâu? Dạ, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Là nằm ở đâu? Dạ, quận 12. À, bạn này cũng vậy luôn hả? Hai bạn học chung? Dạ. À, mình học diễn viên nha, nên mình sẽ được lợi thế hơn các bạn khác. Mà học năm 3 rồi nha. Năm 3 là học tới kịch nước ngoài hay là cái gì rồi? Dạ, kịch nước ngoài. Thấy chưa? Tại đó anh cũng có học, nên biết. Hai đứa đều học hết hả? Dạ. Giỏi vậy ta. Thưởng bản coi. Cái bolero quá, giận cà quá. Dạ. Thì dòng mé đó thôi đó. Mé đó đó. Cho em xin hát một đoạn của bài Lại Nhớ Người Yêu. Ok. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Rồi, mình thi hai là đúng rồi. Mình thi hai là đúng rồi. Dạ, còn em trai trước kỳ thi, ngoài cái này ra có mê cái ngành nào khác nữa không? Dạ không, lúc trước em chỉ mê diễn xuất thôi. À, thi cái là vô trường sân khấu liền luôn. Dạ. Ba mẹ ủng hộ không? Dạ, lúc đầu thì chỉ có ba ủng hộ thì mẹ thì cấm. Sau đó thì kiểu như học rồi riết cái mẹ cũng thấy cũng không có gì, cho nên là mẹ cũng ủng hộ. Còn em sao? Dạ, gia đình thì không ai cấm, nhưng mà lúc đầu thì ông ngoại không cho. Thì em mới xin, xin hoài, xin ngày này qua tháng nọ luôn. Cái một ngày đó trường phát giấy để em tuyển sinh, em đăng ký tuyển sinh. Thì em có về em xin ông ngoại. Em xin thì lúc đó không biết sao ông ngoại cho. Được 3-4 bữa thì ông ngoại mất. Trời ơi, thương. Rồi ráng đi, ráng để mình làm sao cho tốt đẹp đúng không? Dạ. Để cho mọi người trong gia đình mình đều vui. Dạ. Rồi, thôi diễn. Chơi nè, diễn cho tỉnh táo lên nha, vui vẻ lên nha. Dạ, cho em xin lấy đạo cụ. Lấy hết đi em. Năm 3 nha, gán diễn cho tỉnh táo nha. Đang chờ đợi đó. Thời gian 60 giây. Bắt đầu. Quân đã chiến thắng vang dội, chúc mừng hai bạn được 2 triệu đồng. Anh chém người bên đây rồi chứ chưa tới lúc biết không, em đúng xém cường nhỏ này tự tin nó có duyên mà nó tin nó đang cười, nhưng vẫn một câu nữa thật hơn nữa, vẫn đang bị kỹ thuật biểu diễn phải thiệt hơn nữa mới cười, tại tụi anh là dân diễn, tụi em không thể diễn được qua mắt tụi anh được. Đúng rồi, em phải thiệt. Em giận em phải giận thiệt. Bạn nhỏ này phải hạnh phúc thiệt. Em hiểu không? Cái âm thanh của em nó làm cho người ta mắc cười. Nhưng mà em phải giận, em phải vui thiệt. Có nghĩa là em phải tưởng tượng có một con mà nó báo một cái gì nghiệp. Hiểu không? Mà em phải hạnh phúc thiệt với nó. Thì em hiểu không? Phải tưởng tượng nó ra nha. Cái đó là mô hình phải không? Dạ, điện thoại thiệt. Đúng chưa? Sao mượn mô hình vậy? Ý là hư rồi anh. Hư rồi. Hồi nãy mà em quăng cái điện thoại kiểu khác là anh cười mạnh nữa.
Dạ điện thoại mượn á, không dám quăng mạnh. Hư hư chứ cũng đền bình thường. Điện thoại này của ai? Dạ của bạn, ở chung. Trời ơi sao mượn ba tổ chức cái mô hình? Ba tổ chức có mà. Trời ơi không biết phải hỏi chứ. Ba tổ chức có mô hình không? Không em à, không em à. Rồi giờ sao? Dạ tụi em đang tình cảm đó nghe. Đang cảm tình lắm đó. Đang lựa cái nào đó chứ không phải là dừng lại đâu. Trời ơi xáo trộn cuộc đời đó. Hả? Tụi em thi tiếp. Kinh rồi. Thi tiếp. Thời gian 60 giây bắt đầu. Chúc mừng các bạn 10 triệu. Hồi nãy thực sự ra cái tình huống đó nó không có quá đã, nhưng mà tại vì nó bị dư chấn của cái é. Đúng rồi, bị cái trước. Cái vòng 1 với cái tình huống này nó chưa có quá đã. Thí dụ, anh nói thí dụ là nhỏ này đang coi vui, xong cái em giật lại. Mà em giật trong cái thái độ là em, mày có thấy tao đang đọc sách hay không? Mà mày la dữ vậy, mày coi. Em hiểu không? Có nghĩa là ồ vui thiệt. Em vui, nhỏ này cũng vui, vui theo kiểu vui. Nhỏ này cũng vui theo hai hai. Vui thì giật lại tán mặt cái bóp é này của tao. Em hiểu không? Thì nó có cái để người ta coi hơn. Nhá. Ừ, đang vui đó, 10 triệu. Cửa đó. Dạ tôi thi tiếp. Tiếp. Để cho tụi em dẹp đậu phụ. Hết é rồi phải không? Dạ é hết é, tới khác anh. Tới khác chứ. 60 giây thời gian bắt đầu. Chúc mừng các bạn 20 triệu đồng. Nhưng mà cũng diễn chưa đã lắm. Đúng rồi. Tôi là tại vì tôi bị quá khứ. Em quýnh đó, em phải quýnh cho nó đã. Mà tụi em phải làm rõ giữa từ cái nhẹ thành cái ấy, thấy không? Cái đụng đầu tiên phải là nhẹ nhất. Đụng đầu tiên qua đây là thế nào? Đụng này diễn coi. Đi từ từ thôi. Đừng làm ào ào. Từ từ mà nó phải rõ. Để người ta thấy em làm gì mà nó phải có cấp độ. Có cấp độ hết. Từ từ thôi. 20 triệu. Tôi nói thiệt, tụi em mà thắng nữa, nếu tụi em may mắn tổ thương tụi em cho tụi em nhận được 100 triệu, tụi em sẽ là hai diễn viên đầu tiên trong lịch sử Thách Thức Tranh Hài chiến thắng bằng một âm thanh. Ê, áo vàng lại hên kìa. Gì sao? Đó, áo vàng giống MC kìa. Ê, lại có vé lồ giống nhau nữa rồi. Về đừng tiếng âm thanh kia là anh đau điên.
Dạ báo nè. Cái gì cũng vậy. Nãy giờ ba dòng phải không? Vui, nhẹ nhàng, anh thả lỏng anh ra để anh cười với tụi em. Dòng 4 anh nghiêm túc lại tí đúng không? Chứ đâu thiệt. É cũng cười nữa hả? Nhưng anh biết là hợp lý. Đó, é rồi, é phải é thông minh. Quan trọng là nó còn é thì mình é, còn mình đã có bản khác thì làm bản khác, chứ đừng có tự bịa ra một cái é gì đó nó dở ẹt. Đúng. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Làm gì hay thôi, miễn hay thôi, suy nghĩ. Rồi hai bạn suy nghĩ đi ạ, thi tiếp đi, dừng lại ạ. Đang có cảm tình. Bốn chồng, các bạn đã có 20 triệu chắc chắn. Hai bạn hãy quyết định xong rồi và mình thi tiếp hay mình dừng lại ở đây và nhận giải thưởng 20 triệu ạ? Dạ hai tụi em thi tiếp. Thi tiếp. 60 giây thời gian bắt đầu. Hết giờ. Hết thời gian. Hai mươi triệu. Cái tình huống kia là gì không hiểu? Đúng, không hiểu. Dục điện thoại được quá, điện thoại từ lưa hết trơn. Mà là gì không hiểu? Giải thích coi. Là khi con là... nhỏ này giận. Dạ. Xong rồi em nhỏ... cầm thoại em dục. Thì liền là em đúng. Em cười rồi. Vô mặt lại. Xong em đi đường này. A à, em nhớ là lộn đường. Đi đường này mới đúng. Quay lại em cười một cái nữa rồi em vô. Nhưng nó không có bất ngờ và nó không có đậm. Cái miếng đó nó nhẹ quá so với những cái tụi em đã làm. À, 20 triệu mất rồi.